Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các bạn gam mi thứ từng tay trên 3 loại là mi thứ tự nhiên, mi thứ hòa thanh và mi thứ giai điệu. Chúng ta sẽ đặt tay phải nốt mi. Đây là phím mi cao hơn phím đô trung tâm. Giọng mi thứ thì có một phím thăng là pha thăng nhé. Về số ngón tay thì cũng giống như gam la thứ và rê thứ. Chúng ta vẫn thực hành số ngón tay như cũ. Ở tay trái chúng ta sẽ đặt thấp hơn một quãng. Đối với gam mi thứ hòa thanh thì ngoài dấu pha thăng, chúng ta sẽ có thêm dấu rê thăng. Như vậy chúng ta sẽ chơi phím rê thăng chiều đi lên và đi về nhé. Bây giờ cô sẽ thực hành từng tay, tay phải trước, tay trái sau. Ở gam mi thứ giai điệu thì chúng ta sẽ có dấu đô thăng và rê thăng ở chiều đi lên, nhưng chiều quay về thì chúng ta sẽ chơi giống gam mi thứ tự nhiên. Bây giờ cô sẽ thực hành như sau với tay phải và tay trái. Vậy cô đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn 3 loại của gam mi thứ. Chúng ta chỉ cần luyện tập từng tay đối với chương trình yêu cầu thi Grade 2 thôi nhé.